Chiều ngày 21 tháng 9, phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tiếp tục với phần xét hỏi và luận tội. Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bị cáo Hằng là người khởi xướng, chỉ đạo, lôi kéo người khác thực hiện hành vi phạm tội. Còn bị cáo Đặng Anh Quân đã cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bị cáo Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Trong buổi livestream ngày 21 tháng 12 năm 2021, bị cáo Quân còn phát ngôn mang tính xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hai bị cáo này phải chịu mức án nặng hơn các bị cáo khác. Còn ba nhân viên công ty cổ phần Đại Nam có vai trò giúp sức giảng đơn, là người làm công ăn lương của công ty nên có căn cứ xem xét dưới mức khung hình phạt. Từ các phân tích trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bị cáo Nguyễn Phương Hằng mức án 3 đến 4 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân 2 đến 3 năm tù. Ba bị cáo là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Phát biểu sau phần luận tội của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đề nghị hội đồng xét xử xem xét vì bản thân không hề thu lợi gì từ việc livestream này, chỉ vì mình bị công kích và sự việc đi quá xa.